Đấy, con này thì đời 2011 bản V số tự động. Đấy, bản V các bác nhá, máy 2.0. Con này thì để cho anh em đâu đó là chỉ có loanh quanh chưa đến 300 triệu đồng. Đấy, 2011 này. Đấy, rất là đẹp luôn, ghế da vẫn là ghế da xịn các bác nhá. Sở rất là mềm mại, túi khí, màn hình Android, trần 3D chống nóng này. Đấy, loanh quanh hơn 200 thôi, chưa tới 300 triệu đồng. Đấy, các bác sở hữu ngay một mẫu xe Innova 2011. Tiếp theo đây là một mẫu xe Toyota Fortuner đời 2010. Động cơ máy xăng hai cầu, gầm cao, máy thoáng này. Đấy, hơn 3 đồng. Đấy, hơn 3 đồng anh chị quý vị và các bạn sở hữu ngay một mẫu xe Toyota Fortuner. Đấy, máy xăng hai cầu, gầm cao, máy thoáng, xe tư nhân chính chủ gia đình. Và tiếp theo đây là một mẫu xe Hyundai Elantra. Đấy, Hyundai Elantra đời 2013. Số tự động, máy 1.8, hàng nhập khẩu nguyên con từ bên Hàn Quốc các bác ạ. Đấy, nhập khẩu nguyên trước mà giá tiền chỉ có hơn 300 thôi. Đấy, hàng nhập khẩu các bác nhá, xe rất là đẹp luôn. Đấy, cam kết các bác là xe zin cả xe luôn các bác nhá, cam kết không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước. Đấy, xe thì bên em còn rất là nhiều các bác này. Đấy, như mẫu xe Kia Morning này, 2011 này, loanh quanh hơn 200 này. Đấy, số tự động các bác nhá, form mới này, xe gia đình xịn sò luôn. Mẫu xe Trendmax Ru này, 2017 form mới này, xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng luôn. Đấy, máy zin, keo chỉ zin. Đấy, để cho anh em hơn 2 đồng. Đấy, hơn 200 triệu các bác nhá. Ford Fiesta các bác này, Ford Fiesta 2011 này, số tự động này. Đấy, một em gái đến từ nước Mỹ đây. Đấy, loanh quanh hơn 200. Đấy, số tự động chỉ có chưa hơn 100 thôi các bác nhá. Đấy, chưa tới 200 triệu đồng. Đấy, anh chị quý vị và các bạn sở hữu ngay một mẫu xe Ford Fiesta. Như cái mẫu xe quốc dân, mẫu xe Toyota Vios này. Đấy, Toyota Vios con này thì đời 2012 các bác nhá. Đấy, 2012 loanh quanh hơn 2 đồng thôi. Hơn 2 đồng một chút các bác nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, sơn si này, màu bạc, nội thất ghế da bò. Đấy, túi khí ABS, màn hình Android đầy đủ rồi. Mẫu xe Hyundai Avante này. Đấy, Hyundai Avante đời 2012 này, cũng có hơn 200 thôi. Số tự động các bác nhá. Con này máy zin luôn các bác nhá. Biển kiểm soát Hải Phòng này. Đấy, Kia này. Đấy, Kia K3 này. Đấy, Kia Cerato này. Đấy, Toyota này, Trendmax Cru này, Toyota Vios này. Đấy, Toyota Vios bản G này, 2019 này. Đấy, loanh quanh hơn 400 một chút thôi. Innova Ford này. Đấy, bên em còn rất là nhiều những cái mẫu xe. Đấy, đang có tại bãi xe ô tô cũ Hải Phòng Đoàn Nghị bên em. Vậy thì bác nào mà quan tâm một trong những mẫu xe đang có tại bãi xe ô tô cũ Hải Phòng Đoàn Nghị bên em, alo cho em hoặc đến trực tiếp bãi xe của em có nhé. Và xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video lần sau. Dạ vâng, Đoàn Nghị ô tô cũ Hải Phòng xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay em tổng hợp lên sóng cho quý vị và các bạn một xem và tham khảo một dàn xe số tự động 7 chỗ, 5 chỗ, máy dầu, máy xăng. Cửa tiền chỉ từ 100 triệu đồng cho đến 400 triệu đồng quay đầu. Vậy thì anh chị quý vị và các bạn nào đúng màu, đúng mệnh, đúng chân một trong những mẫu xe số tự động giá rẻ hiện đang có tại bãi xe ô tô cũ Hải Phòng Đoàn Nghị bên em, hãy cứ nhấp máy lên alo cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like và đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và trước màn hình nhỏ của quý vị và các bạn là một mẫu xe Hyundai Tucson. Hyundai Tucson nhập khẩu nguyên con từ bên Hàn Quốc, đeo biển kiểm soát Hải Phòng. Vâng, một mẫu xe nhập khẩu, vâng, 5 chỗ ngồi rất là rộng rãi mà giá tiền chỉ với 239 triệu đồng. Số tự động các bác nhá, màn hình Android có rồi, túi khí cũng như ABS. Đấy, mà chỉ với 239 triệu đồng. Có bao hồ sơ về cho các bác, hỗ trợ sang tên bấm biển về chính tên chính chủ cho các bác luôn. Vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe Hyundai Tucson nhập khẩu nguyên chiếc này, alo cho em có nhá. Đấy. Toyota Fortuner sản xuất 2015. Đấy, động cơ máy xăng một cầu, gầm cao, máy thoáng, giá tiền loanh quanh hơn 400 triệu. Biển kiểm soát Hải Phòng. Vâng, một mẫu xe gia đình xịn sò luôn. Toyota Innova 2000 đấy, con này 2010. Vâng, cửa tiền chỉ có hơn 200 triệu thôi. Đeo biển kiểm soát Hà Nội các bác này. Đấy, keo chỉ zin, máy zin cho anh chị quý vị và các bạn. Kế bên cạnh đây là một mẫu xe Ford. Vâng, một mẫu xe Ford Everest. Đấy, một mẫu xe 7 chỗ máy dầu.
Vâng, một cầu biển kiểm soát Hà Nội. Giá tiền con này thì chỉ với 248 triệu đồng. Một mẫu xe Ford Everest phải nói rất là đẹp cho các bác luôn. Đấy, keo chỉ zin các bác nhá, keo chỉ zin luôn. Đấy, rất là nhiều những mẫu xe đang có tại bãi xe ô tô cũ Hải Phòng Đoàn Nghị bên em có này. Đấy, 5 chỗ, 7 chỗ, máy dầu, máy xăng các bác nhá. Sau đây em sẽ quay đi từ nhỏ cho đến lớn cho anh chị quý vị và các bạn xem và tham khảo này. Đấy, 5 chỗ, 7 chỗ này, rất là nhiều cho anh chị quý vị và các bạn xem và tham khảo các bạn nhá. Đấy, sedan hatchback này. Và em lại tiến đến một mẫu xe Kia Morning. Mẫu xe vừa chở được người mà vừa chở được đồ. Đấy, con này là bản van các bác nhá. Bản van số tự động này, số rắc máy eco. Hàng nhập khẩu nguyên con từ bên Hàn Quốc. Vâng, giá tiền thì chỉ có loanh quanh 119 triệu đồng thôi. Đấy, 119 triệu đồng anh chị quý vị và các bạn đã sở hữu một mẫu xe Kia Morning. Đấy, một mẫu xe nhập khẩu các bác nhá. Đấy, mà giá tiền chỉ có 119 triệu đồng. 119 triệu đồng anh chị quý vị và các bạn đã sở hữu một mẫu xe Kia Morning. Kia Morning này. Đấy, một mẫu xe phải nói rất là đẹp luôn, xe gia đình xịn sò luôn các bác nhá. Bên cạnh đây cũng là một mẫu xe Kia Morning này các bác ơi. Kia Morning sơn si thì màu xanh nõn chuối rất là đẹp luôn, đeo biển kiểm soát Hải Phòng, xe tư nhân gia đình sử dụng.